Dạ kiếp chứ không được nói chuyện, nên kiếp này cô tu luyện, luyện cho giống đầy phát thành, luyện cho giống cây vô tuyến. Ở trong xóm cô là camera, theo sát từng người cô đi vô đi ra, 360 độ mà còn thua cả cô. Chuyện như cái chén mà cô nói thành cái tô. Dạ cô luôn nói những chuyện không có, không có. Chuyện ở trên thế gian luôn có mầm của cô trong đó, trong đó. Nói cho no bụng no lòng.